Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày sách Việt Nam khơi dậy thói quen đọc sách cho mọi người. Gỡ vướng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS. Bắt đối tượng 66 tuổi giao cấu với trẻ em. Nông dân không mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp. Thưa quý vị, theo quyết định của Chính phủ ký ngày 24 tháng 2 năm 2014, thì ngày 21 tháng 4 hàng năm sẽ là ngày sách Việt Nam. Theo Cục Xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, bình quân mỗi người Việt Nam đọc được 2,8 cuốn sách và hơn 7 tờ báo một năm, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, xây dựng thói quen đọc sách cho toàn xã hội là việc làm mang tính chiến lược, góp phần nâng cao văn hóa toàn dân mà quan trọng nhất là cho những người đang đi học. Hình ảnh này được ghi lại tại trường tiểu học Nam Đồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nhờ có tủ sách lớp học mà học sinh ở đây có thể thỏa mãn đam mê đọc sách của mình. Số lượng sách các em đọc tăng từ 0,4 cuốn lên 10 đến 15, thậm chí 20 cuốn sách một năm. Thư viện lớp em thì đã có rất nhiều cuốn sách hay và bổ ích. Em rất thích thư viện của lớp em. Đọc sách thì có thể giúp chúng ta tiếp thu thêm nhiều kiến thức về các môn học như toán học, văn học, tin học, khoa học. Và vào đó thì thay vào đó thì cũng có những cái tình huống thực tế giúp chúng ta có thể tiếp thu nhiều kỹ năng sống. Cùng với việc xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường, tháng 4 này, hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều tổ chức ngày hội sách nhằm thúc đẩy tình yêu sách trong cộng đồng. Sau 4 năm ngày sách được triển khai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày sách Việt Nam đã thực sự trở thành không gian văn hóa lành mạnh, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc, phát triển và khơi dậy thói quen đọc sách trong cộng đồng, đã được nhà nước và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Đó cũng là chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, với mục tiêu cụ thể là xây dựng lại phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai. Tiếp theo là một thông tin vui với nông sản Việt Nam, đó là trái vú sữa tươi của nước ta đã chính thức được nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Việc vú sữa nước ta được đưa vào thị trường Mỹ sẽ mở ra nhiều cơ hội cho người nông dân và nông sản Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, trái vú sữa tươi từ Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về an toàn để nhập khẩu vào nước này. Đồng thời, trái vú sữa tươi cũng chỉ cần áp dụng thêm một vài tiêu chuẩn về vệ sinh thực vật là có thể bán tại thị trường Mỹ. Cụ thể, vú sữa tươi xuất khẩu phải được bọc riêng từng trái trong túi ni lông để tránh nguy cơ lây lan của sâu bọ, dịch hại sau khi đã xử lý chiếu xạ và một số yêu cầu khác của quốc gia nhập khẩu. Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 5 loại nông sản từ xuất khẩu ra thị trường khó tính này là thanh long, chôm chôm, vải, nhãn và vú sữa. Nói tiếp chương trình là một thông tin về y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, trong tình hình nguồn kinh phí tài trợ quốc tế đang giảm và sau năm 2018 sẽ gần như ngừng tài trợ, để bảo đảm tính bền vững cho công tác phòng chống HIV/AIDS, cần sử dụng nguồn từ bảo hiểm y tế để thanh toán chi phí chăm sóc, điều trị, xét nghiệm cho người nhiễm HIV/AIDS, bao gồm cả thuốc điều trị kháng virus ARV. Tuy nhiên, việc tham gia bảo hiểm y tế của nhiều người nhiễm HIV hiện vẫn còn nhiều vướng mắc. Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng quận 11 đang điều trị ARV cho hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Trung bình mỗi tháng tiếp nhận 70 bệnh nhân mới, chủ yếu đến từ các tỉnh khác. Mặc dù đã tư vấn cho 100% bệnh nhân, tuy nhiên chỉ có 74% bệnh nhân tham gia đăng ký thẻ bảo hiểm y tế. Phần lớn bệnh nhân HIV/AIDS lo lắng khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị tiết lộ thông tin, sẽ gặp phải sự kỳ thị nơi gia đình, cộng đồng, ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc. Cái bệnh này là điều trị HIV nên họ chỉ sợ một cái lăng tăng là cái vấn đề họ thông tin họ bị tiết lộ. Hiện tại thì sao? Chương trình là đang sử dụng là thuốc miễn phí, cho nên là thông tin họ được bảo mật. Còn khi chuyển vào bảo hiểm y tế thì họ phải chuyển viện và phải trình giấy tờ thì họ sợ vấn đề cái bảo mật. Từ trước đến nay, bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị bằng ARV hoàn toàn do thuốc viện trợ quốc tế. Tuy nhiên, nguồn tài trợ kinh phí đang cắt giảm. Trong khi đó, phần lớn nhóm đối tượng này chưa tham gia bảo hiểm y tế do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ lo sợ bị kỳ thị hay do điều kiện bản thân. Mới đây, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định sẽ tạo điều kiện để 100% người nhiễm HIV/AIDS được mua thẻ bảo hiểm y tế. Có thể cho phép các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS mua bảo hiểm y tế theo cá nhân, không mua theo hộ gia đình, mà vẫn bảo đảm quyền như những thẻ bảo hiểm y tế khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết, khi mua thẻ bảo hiểm y tế, người dân không cần khai báo tình trạng bệnh. Tại Thừa Thiên Huế,
thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý nạn khai thác cát sỏi trái phép. Những ngày qua, công an các đơn vị địa phương đã liên tục điều tra, phát hiện và tạm giữ nhiều phương tiện các loại. Qua kiểm tra, các chủ phương tiện này ngoài việc khai thác cát sỏi trái phép gây sạt lở, ảnh hưởng môi trường, làm thay đổi dòng chảy, còn có nhiều trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Tiếp theo chương trình là một số thông tin dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, năm 2007, chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định được khởi công. Người dân hy vọng cuộc sống ở vùng đất khó khăn này sẽ có nhiều thay đổi. Thế nhưng hơn 10 năm trôi qua, dự án này vẫn án binh bất động. Hơn 300 hộ gia đình nơi đây khốn khổ vì dự án treo quá lâu. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đôn đốc, ra tối hậu thư nhưng dự án vẫn nằm trên giấy. Căn nhà này là nơi ở của ba thế hệ gia đình ông Đỗ Truyền ở thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ngày triển khai dự án, ông Truyền làm trưởng thôn Vĩnh Hội. Lúc đó ông tự nguyện bàn giao đất vườn và đi vận động từng hộ dân nhường đất đai nhà cửa phục vụ dự án du lịch với hy vọng quê hương sẽ thay da đổi thịt. Thế nhưng dự án treo 10 năm nay, cả gia đình ông gồm 9 người phải ở trong ngôi nhà chật chội, không được xây dựng, cơi nới. Nhà tôi là 9 khẩu, nhưng mà 3 hộ khẩu là ở rất là chật chội, nhưng mà sự sinh hoạt trở lại thì không được, rất là khó khăn. 9 người mà sinh hoạt trong một cái gia đình là rất là trở ngại, bởi vì sinh hoạt hàng ngày, rồi là bức xúc là không cất không được, nhưng mà bây giờ là để cho muốn cất được thì cũng cả vấn đề, vì tôi là một người là trưởng thôn. Dự án khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội có chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch và khách sạn Việt Mỹ, nằm trên địa bàn xã Cát Hải, huyện Phù Cát, có tổng diện tích hơn 320 hectare, vốn đầu tư 250 triệu đô la. Từ tháng 12 năm 2007, sau khi chủ đầu tư làm lễ khởi công rầm rộ, đến nay dự án vẫn nằm trên giấy. Trong khi đó, hơn 300 hộ gia đình với gần 1.500 nhân khẩu trong vùng dự án chưa thể an cư lạc nghiệp. Dân không có đất sản xuất nhưng đất dự án lại bỏ hoang. Nhân khẩu trong nhà ngày càng đông lên mà bà con không thể xây mới, sửa chữa hay cơi nới chỗ ở. Đầu năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã cho gia hạn lần cuối cùng đến tháng 6 năm 2017. Trong khi chờ đợi các giải pháp, thì người dân nơi đây phải tiếp tục sống treo theo dự án, chưa thể an cư lạc nghiệp. Mặc dù đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị tạm dừng hoạt động để khắc phục bổ sung một số hạng mục chưa hoàn thiện như hệ thống xả thải, sân phơi v.v., thế nhưng, một nhà máy chế biến tinh bột mì đóng trên địa bàn xã Krông Á, huyện Emerak vẫn cứ xả nước thải bẩn trực tiếp ra suối gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sinh sống hai bên bờ suối Krông Á suốt mấy tháng qua. Đây là nhà máy chế biến tinh bột mì của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Phước, nằm ở khu đầu nguồn nước tại thôn 2 xã Krông Á, huyện Emerak, tỉnh Đắk Lắk. Nhà máy này đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2016, nhưng chỉ 2 tháng sau thì xảy ra sự cố vỡ đập tại sân phơi bã mì, khiến một lượng lớn bã mì theo nước tràn ra suối Krông Á và ao cá ruộng lúa của nhiều người dân. Do chất thải bẩn gây ô nhiễm nên không chỉ cá suối mà cá trong ao nuôi của người dân cũng bị chết. Rồi ruộng lúa của nhiều hộ dân cũng bị cát và bã mì vùi lấp hết, không sản xuất được. Thì gia đình và nhân dân thì từ khi có nhà máy mì ở đây thì cuộc sống của nhân dân là xáo trộn hết cả lên. Nước thải thì cứ xả ra hàng ngày, rồi là cát rồi bồi hết lên ruộng, rồi là cá muối của bà con thì chết hết. Tối thì mấy mẹ con thối quá không chịu được thì bịp khẩu trang ngủ, thì sáng dậy thấy người nó cứ mệt mỏi á. Sau khi người dân khiếu nại, ngày 15 tháng 11 năm 2016, nhà máy đã cam kết sẽ xử lý sạch chất thải đã tràn ra môi trường và đánh giá để đền bù thiệt hại 1 tỷ 683 triệu đồng cho nhân dân. Nhưng đến nay công ty mới đền bù được 841 triệu đồng, còn các chất xả thải từ nhà máy ra vẫn có mùi hôi thối tiếp tục gây ô nhiễm. Mới đây nhất, ngày 29 tháng 3 năm 2017, người dân bức xúc đã chặn xe chở nguyên liệu nhà máy ra vào. Giám đốc nhà máy đã gặp mặt và tiếp tục hứa khắc phục. Nhưng thực tế cho đến nay, nhà máy vẫn xả các chất thải ra, vẫn đục, có mùi hôi nồng nặc, ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh, khiến người dân vô cùng bức xúc. Thưa quý khán giả, những ngày này, nhiều nơi trên địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, người dân bắt đầu phát nương đốt rẫy để trồng trọt. Tuy nhiên, phần lớn nương rẫy tại đây đều tiếp giáp các khu rừng nguyên sinh và rừng trồng, nên nguy cơ cháy rừng rất đáng để báo động. Theo ghi nhận, vào trưa ngày 20 tháng 4 năm 2017, trên quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt, qua đoạn địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, xuất hiện rất nhiều đám cháy. Ngọn lửa đã bao trùm các khu rừng tại đây, những cây rừng chìm trong màn khói dày đặc, nhiều cây đã bốc cháy ngùn ngụt. Những đám cháy này xuất phát từ việc người dân bắt đầu đốt rẫy để trồng trọt. Điều đáng nói hơn, phần lớn nương rẫy tại đây đều tiếp giáp với các khu rừng nguyên sinh và rừng trồng.
Tuy nhiên, không thấy bóng dáng của người dân nào tại đây khi đốt rẫy. Được biết, tình trạng đốt nương rẫy gây cháy lan những khu rừng vẫn luôn xảy ra trên địa bàn và đã có nhiều khu rừng bị biến mất để trở thành nơi canh tác hoa màu của người dân ở đây. Trước tình trạng đáng báo động trên, Thế Kỷ rất cần có sự can thiệp của chính quyền địa phương. Chuyển sang phần tin về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngày 21 tháng 4, Công an huyện Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với một đối tượng 66 tuổi, nhiều lần giao cấu với cháu ruột của vợ dẫn đến có thai và sinh em bé. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Cử, sinh năm 1951, ở tổ dân phố 18, thị trấn Phước An, huyện Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, đối tượng Cử khai nhận, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, cháu Trần Thị Hồng Hắc là cháu ruột của vợ Cử ở thị trấn Krông Kama, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, có nhiều lần đến nhà Cử chơi. Trong những lần cháu Hắc đến đây, lợi dụng lúc vợ của Cử không có nhà nên hắn đã rủ cháu Hắc quan hệ tình dục nhiều lần. Hậu quả sau những lần quan hệ đó là cháu Hắc đã có thai và sinh một bé trai. Mới đây, gia đình cháu Hắc đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an huyện Krông Bông và sau đó tên Cử đã bị bắt giữ. Hiện công an huyện Krông Bông đang hoàn tất hồ sơ để chuyển truy tố trước pháp luật đối tượng Lê Cử về tội giao cấu với trẻ em theo điều 115 của Bộ luật hình sự. Ngày 20 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Kim Tiến, sinh năm 1967, trú tại tổ dân phố Hòa Do 3, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, can tội giết người. Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2016, Trần Kim Tiến, Đỗ Minh Bình, Nguyễn Phương, Lê Thanh Hữu ngồi nhậu tại quán An Tâm thuộc tổ dân phố Hòa Do 5A, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh. Trong lúc ngồi nhậu, Tiến và Bình xảy ra mâu thuẫn. Tiến đứng dậy thanh toán tiền rồi đi về trước. Đến khoảng 18 giờ Tiến về nhà thì nhìn thấy Bình đứng trước nhà chửi Tiến rồi quay lại quán nhậu. Bực tức vì bị chửi, Tiến chạy vào nhà lấy một con dao cán gỗ mũi nhọn rồi điều khiển xe đến quán nhậu An Tâm và cầm dao đâm trúng ngực và vùng đầu của Bình, khiến Bình tử vong trên đường đi cấp cứu. Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, được gia đình vận động, Trần Kim Tiến đã đến công an thành phố Cam Ranh đầu thú. Tại phiên tòa xét xử, Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Kim Tiến 20 năm tù giam, đồng thời bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại với số tiền hơn 300 triệu đồng và hàng tháng chu cấp 6 triệu đồng để nuôi hai con bị hại ăn học đến năm 18 tuổi. Ngày 20 tháng 4, hai đối tượng gồm Nguyễn Minh Tuân và Lê Văn Dư cùng trú thành phố Phan Thiết vừa bị công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản. Tang vật thu giữ gồm một dây chuyền vàng 14 carat trọng lượng hơn 2 chỉ và xe máy gắn biển số giả. Hai đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Đáng chú ý, cách đây vài ngày, Nguyễn Minh Tuân cùng đồng bọn cướp giật dây chuyền của hai phụ nữ đi trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Bình Hưng, khiến nạn nhân bị ngã xe, thương tích nghiêm trọng. Công an thành phố Phan Thiết đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra. Ngày 21 tháng 4, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ người và phương tiện cùng tang vật trong vụ vận chuyển hàng hóa trái phép là linh kiện điện tử đã qua sử dụng với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, trong lúc tuần tra mật phục trên biên giới, tổ tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phát hiện và bắt quả tang xe tải Hyundai không biển kiểm soát, trọng tải 15 tấn do Trần Đại Đính, ngụ xã Lộc Hòa, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trên xe chở số lượng lớn hàng hóa linh kiện điện tử gồm máy lạnh, quạt đứng, quạt thùng, loa thùng đã qua sử dụng từ Campuchia về Việt Nam. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Đính khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người Campuchia có tên là Sển từ Campuchia về Việt Nam. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 cặp biển kiểm soát, trong đó có một cặp biển kiểm soát Campuchia và 2 cặp biển kiểm soát Việt Nam. Cũng theo lời khai của đối tượng, đây là lần thứ 2 vận chuyển trót lọt các loại linh kiện điện tử từ Campuchia vào Việt Nam. Để tránh bị phát hiện, đối tượng thường đi vào nửa đêm hoặc gần sáng. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 4, lực lượng chức năng công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ben và người đi xe đạp khiến cho một phụ nữ tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 20 tháng 4, một người phụ nữ điều khiển xe đạp trên đường 22 tháng 12 hướng từ quốc lộ 13 về vòng xoay An Phú đường DT743, khi tới khu vực chợ 165, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì rẽ vào đường nhánh đã đi vào khu công nghiệp V-Ship. Lúc này, chiếc xe ben mang biển kiểm soát 61B0809, chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông từ phía sau ôm cua tông trúng.
Cú va chạm khiến người phụ nữ cùng chiếc xe đạp bị kéo lê giữa mét, phần bánh xe cán vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1967, quê An Giang. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phần cuối chương trình là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, kể từ năm 2018, dự thảo nghị định về bảo hiểm nông nghiệp sẽ được triển khai. Trong đó có quy định sẽ không miễn phí bảo hiểm cho hộ không thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo đang gây nhiều băn khoăn trong dư luận. Liệu nghị định này có đi vào cuộc sống không khi đa số nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp thí điểm giai đoạn trước đã không mấy mặn mà? Thời gian qua, ông Cường đã bớt nửa khẩu phần ăn và không cho lợn sinh sản. Bởi theo ông, chỉ có cách này mới có thể giữ lại 4 con lợn nái. Trước đây, ông từng phải cắt lỗ bằng cách bán rẻ hàng trăm lợn thịt và gần 20 lợn nái. Trong cảnh thua lỗ như hiện nay, ông mong được bảo hiểm mở rộng thêm nội dung về giá, khác với bảo hiểm nông nghiệp thí điểm năm 2012. Vì nhiều năm trước, dù được nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm, nhưng phạm vi được bảo hiểm rất ít, nên xã ông chỉ có 2 người được đền bù khi vật nuôi bị chết. Giờ như thế này, nếu là hỗ trợ được mà lại có bảo hiểm hỗ trợ được giá nữa thì tốt quá. Tuy nhiên, bảo hiểm xã hội hoạt động phải dựa trên tổng phí đóng của số đông người tham gia. Để chi trả cho một số ít người gặp rủi ro, như vậy, mong ước được tham gia bảo hiểm về giá bán thực sự rất khó thành. Làm được cái bảo hiểm và khi giá cả xuống thấp trợ giá đấy, thì cái đấy lượng phí nó phải rất cao. Thứ hai là cái định tính để mình đánh giá thế nào là lúc giá giảm để mà bồi thường nó cũng rất khó xác định. Đấy, giá thành như thế nào là giảm mà lỗ để nhà nước hỗ trợ nữa thì nó cũng rất khó. Mà chúng tôi bản thân nghiệp vụ chúng tôi cũng rất khó để đánh giá được. Có lẽ phải cần thêm thời gian để người nông dân nâng cao nhận thức và ngành bảo hiểm nghiên cứu điều chỉnh nội dung bảo hiểm cho khả thi hơn. Bởi vì, trên thực tế, số nông dân được nhà nước hỗ trợ 60% phí tham gia bảo hiểm là rất ít. Ở Vĩnh Phúc, số này chưa đầy 12%, còn số nghèo, cận nghèo được nhà nước hỗ trợ 100% và 80% phí bảo hiểm cũng chỉ chiếm trên 88%. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Cảnh báo bệnh thủy đậu quay bị vào cao điểm, trẻ em cấp cứu vì biến chứng viêm phổi. Mua bảo hiểm tàu cá, ngư dân mòn mỏi chờ chính sách. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá ổ mại dâm núp bóng tiệm spa với giá 1,2 triệu đồng một lượt. Tái canh cà phê khó về đích như dự kiến.